Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với bản tin Tech Hot của Hoàng Hà Channel. Thời gian trôi thật là nhanh, mới hôm nào vừa đầu tháng, bây giờ đã đến giữa tháng rồi. Và chắc chắn trong tương lai, từ nay đến cuối tháng, chúng ta sẽ còn có rất nhiều những sự kiện cũng như là thông tin công nghệ nóng hổi không thể bỏ qua. Còn bây giờ, cùng mình điểm lại nhé. Bắt đầu thôi. Dòng Xiaomi 12 đã ra mắt thị trường Trung Quốc vào tháng 12 năm 2021 và tiếp tục được ấn định là sẽ ra mắt toàn cầu trong tháng 3 này, thậm chí là giá của sản phẩm còn rò rỉ ngay trước thềm sự kiện. Theo đó, Xiaomi 12 series sẽ ra mắt toàn cầu vào ngày 15 tháng 3 và có thể về Việt Nam vào ngày 17 tháng 3. Công ty Trung Quốc dự kiến sẽ trình làng 3 thiết bị bao gồm Xiaomi 12, Xiaomi 12X và Xiaomi 12 Pro. Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa xác định bất kỳ thông tin gì về thông số kỹ thuật của Xiaomi 12 series, nhưng có khả năng hãng sẽ mang phiên bản nội địa ra thị trường toàn cầu với thông số không đổi. Ngoài ra, người dùng còn có thể mong đợi một số sản phẩm khác thuộc hệ sinh thái Mi Eco và Xiaomi Mi Band 7 trong sự kiện. Theo trang Zimochina cho biết, mức giá của Xiaomi 12 sẽ nằm trong khoảng từ 940 USD, tức vào khoảng 21,4 triệu đồng, đến 996 USD, tức vào khoảng 22 triệu đồng. Xiaomi 12 Pro sẽ cao cấp hơn, có giá lên đến 1.328 USD, tức vào khoảng 30,3 triệu đồng. Trong khi đó, Xiaomi 12X được cho là có giá vào khoảng 720 USD, tức là vào khoảng 16,4 triệu đồng. Tuy nhiên, phiên bản này không được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 1 mà sử dụng chip Snapdragon 870 cũ hơn. Hy vọng Xiaomi 12 series sẽ sớm lên kệ tại Việt Nam và với mức giá tốt như kỳ vọng nhé! Nhà phân tích nổi tiếng Min Chi Ku vừa chia sẻ một thông tin khá quan trọng liên quan đến dòng iPhone 14, đó là chỉ có iPhone 14 Pro được trang bị chip A16 Bionic, còn trong khi đó iPhone 14 thường sẽ nhận một con chip khác. Hầu hết các tin đồn tính đến thời điểm hiện tại đều cho rằng Apple sẽ tung ra 4 phiên bản iPhone 14, trong đó có 2 phiên bản màn hình 6,1 inch, đó là iPhone 14 và iPhone 14 Pro, 2 phiên bản màn hình 6,7 inch, đó là iPhone 14 Max và iPhone 14 Pro Max. Tuy nhiên, Ku vừa tiết lộ rằng chỉ các mẫu iPhone 14 Pro mới có chip A16 Bionic, còn iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ tiếp tục sử dụng A15 giống như iPhone 13. Được biết, chip A16 sẽ sản xuất dựa trên tiến trình 4 nanomet của hãng TSMC và sẽ cung cấp hiệu suất khả năng tiêu thụ năng lượng tốt hơn. Ngoài ra, cả 4 mẫu iPhone 14 dự kiến sẽ trang bị RAM 6GB, thế nhưng các biến thể Pro sẽ có RAM LPDDR5 nhanh hơn, trong khi iPhone 14 và iPhone 14 Max sẽ chỉ sử dụng RAM LPDDR4X. Nếu những dự đoán của Ku là chính xác thì đây sẽ là lần đầu tiên Apple phân biệt chip giữa các mẫu iPhone trong cùng một dòng. Điều này có thể sẽ gây nên khá nhiều tranh cãi trong cộng đồng người dùng. Vài tuần trước, có tin đồn cho rằng iPhone 14 Pro Max sẽ có sự thay đổi lớn về camera. Cụ thể là các phiên bản cao cấp sẽ có camera chính lên tới 48 megapixel. Tuy nhiên, một số tin đồn gần đây đã dập tắt hy vọng về sự cải tiến camera trên iPhone 14 Pro Max. Tin đồn các phiên bản cao cấp của iPhone 14 có camera chính 48 megapixel đã khiến rất nhiều người dùng hứng thú và chờ đợi. Dò dỉ này xuất phát từ nhiều nguồn tin đáng tin cậy từ công ty nghiên cứu Trendford hay nhà phân tích Min Chi Ku. Tuy nhiên, một dò dỉ trên Weibo mới đây cho biết điều đó sẽ không thể xảy ra. Cụ thể, leaker Fast It Fast đã đăng tải một post trên Weibo của mình, trong đó đề cập đến việc iPhone 14 Pro sẽ tiếp tục sử dụng cảm biến Sony MX703 12 megapixel như trên iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max. Fast It Fast không phải là một cái tên quá nổi tiếng với các dò dỉ của Apple, tuy vậy các bài đăng cũng nhận được khá nhiều sự quan tâm. iPhone 13 và iPhone 13 Pro Max hiện là những chiếc điện thoại sở hữu camera tốt nhất hiện nay. Khả năng Apple cải tiến nó là rất thấp. Tuy nhiên, nếu ống kính 48 megapixel thay thế cho cảm biến 12 megapixel ở thời điểm hiện tại, nó không chỉ cải thiện chất lượng hình ảnh mà còn cho phép quay video 8K. Mặc dù nhiều năm nay, Apple không chạy theo cuộc đua với những cảm biến khổng lồ, nhưng họ có thể cũng đang cân nhắc nâng cấp phần cứng máy ảnh cho iPhone. Hãy cùng chờ những thông tin tiếp theo nhé! Trong năm ngoái thì Samsung đã trình làng rất nhiều những thiết bị tầm trung thuộc dòng A bao gồm A13, A23, F23, M23 và M33. Tuy nhiên trong năm nay thì công ty vẫn chưa ra mắt những cái điện thoại tầm trung, và cụ thể như thế nào thì chúng ta hãy cùng thử tìm hiểu nhé.
công ty Hàn Quốc được cho là sẽ tổ chức một sự kiện để ra mắt thêm các thiết bị thuộc dòng Galaxy A vào tuần tới. Người do dỉ huyền thoại Evan Blass đã công bố một số hình ảnh được cho là sẽ là đoạn giới thiệu sự kiện của Samsung cho điện thoại thông minh dòng A sắp ra mắt của hãng. Chính hình ảnh bao gồm bằng chữ cái A theo kiểu khác nhau và đề cập đến sự kiện Galaxy A tuyệt vời, có thể sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 3 năm 2022. Theo hình ảnh, sự kiện sẽ được phát trực tiếp trên Samsung.com và nếu diễn ra bởi công ty hồ sơ theo dõi, nó cũng sẽ phát trực tuyến trên sự kiện Samsung Newsroom và kênh YouTube của nó. Galaxy A53 và Galaxy A73 đã rò rỉ cách đây vài ngày. Máy có màn hình Super AMOLED Infinity O 6,5 inch với độ phân giải Full HD+. Tốc độ làm mới 120Hz và đầu đọc dấu vân tay trong màn hình. Điện thoại Android 12 khi xuất xưởng sẽ sử dụng vi xử lý Exynos 1280 RAM 6GB, 8GB, bộ nhớ 128GB, 256GB. Nó cũng sẽ có một khe cắm thẻ nhớ microSD. Điện thoại sẽ được cung cấp với một viên pin 5000mAh và hỗ trợ sạc nhanh 25W. Ở mặt trước, Galaxy A53 dự kiến sẽ có trang bị camera selfie 12MP. Ở phía sau, được cho phép là thiết lập 4 camera với camera chính là 48MP, có khả năng quay video 8K, quay video 4K, 60fps. Các camera khác gồm một camera siêu rộng 12MP, một cảm biến độ sâu 5MP và một camera macro 5MP. Galaxy A73 được cho là có màn hình Super AMOLED Infinity O 6,7 inch với độ phân giải Full HD Plus và tốc độ làm mới 120MHz. Nó còn được trang bị camera selfie 32MP, camera sau chính 108MP với khả năng quay video 8K và quay video 4K 60fps. Các camera phía sau bao gồm một camera góc siêu rộng 12MP, một camera tele 8MP hoặc 10MP và một camera macro 5MP. Và thiết bị này sẽ được trang bị chipset Snapdragon 778 và viên pin 5000mAh hỗ trợ sạc nhanh 25W. YouTube Fans là một trong những ứng dụng khá quen thuộc đối với người dùng smartphone trên toàn cầu và tại Việt Nam. Tuy nhiên thì nhà phát triển của ứng dụng này vừa thông báo một tin là sẽ ngừng dự án kể từ ngày hôm qua, ngày 14 tháng 3. Nếu bạn chưa biết thì YouTube Fans là một ứng dụng mang tới rất nhiều tính năng mà YouTube thông thường không có. Ví dụ như phát video dưới nền, hiển thị số lượt dislike và đặc biệt là chặn quảng cáo. Vì vậy khi nhà phát triển công bố sẽ ngừng dự án này, nhiều người dùng bỗng cảm thấy hụt hẫng. Cụ thể trong bài đăng trên Twitter, nhà phát triển YouTube Fans thông báo rằng Fans đã bị ngừng hoạt động. Trong những ngày tới, các liên kết tải xuống trên trang web sẽ bị gỡ xuống. Chúng tôi biết rằng đây không phải điều mà các bạn mong muốn, nhưng đó là điều chúng tôi cần phải làm. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ trong những thời gian qua. Ngoài ra, người này còn đưa ra thêm thông tin trấn an, phiên bản hiện tại sẽ vẫn có thể sử dụng cho đến khi bị lỗi thời vào khoảng 2 năm sau. Điều này có nghĩa là nếu như đã cài đặt ứng dụng từ trước sẽ vẫn sử dụng bình thường và phải đến 2 năm nữa phiên bản này mới bị lỗi thời và không thể sử dụng được nữa. Hiện tại chỉ biết ứng dụng này bị ngừng hoạt động vì lý do pháp lý chứ chưa biết lý do thật sự đằng sau là gì. Chúng ta vẫn chưa biết rằng liệu Google có tác động để ngăn chặn người dùng sử dụng YouTube Fans hay không. Tuy nhiên, nhà phát triển khuyến cáo người dùng nên chuyển sang sử dụng YouTube Premium để thay thế cho ứng dụng YouTube Fans miễn phí. Những thông tin trên về ứng dụng YouTube Fans cũng đã khép lại bản tin Tech Hot ngày 15 tháng 3 rồi. Và hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau với thật nhiều những tin tức công nghệ hay ho hơn nhé. Đừng quên like và subscribe cho Hoàng Nga Channel để sớm gặp lại mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye!